Hà Nội thì đang 20 độ. Và các bạn hôm nay xịt gì? Mình thì đang phê pha với Jit Him của Jardim Vọt rồi. Xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Sau một thời gian rất lâu và tận dụng những ngày Hà Nội đang lạnh thì mình đã thẩm em nó. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review mùi hương này cho các bạn. Và nếu như các bạn nào đang quan tâm đến sản phẩm này thì theo một cái cử chỉ rất là lịch sự, đó là người nào cho mình mượn hoặc là những chai nước hoa nào mà mình được tài trợ thì mình sẽ để link mua ở phía dưới. Còn với những sản phẩm không được tài trợ thì mình cũng sẽ gợi ý cho các bạn nơi mua. Và nếu như bạn nào quan tâm chai nước hoa này thì có thể tham khảo cái đường link ở phía dưới nhá. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu em nó ngay thôi. Đầu tiên thì chúng ta cùng nhau xem qua một chút về phần ngoại hình của chai nước hoa này nhá. Chai nước hoa này thì nó có một cái thiết kế trông rất là lạ. Nó không phải là những cái hình kiểu chữ nhật rồi vuông thành sát cạnh, mà ở cái phần mép bên này thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là nó có một cái thiết kế kiểu hơi vát. Và đây là một cái thiết kế cực kỳ sáng tạo. Khi mà các bạn cầm chai của nam và chai của nữ, khi các bạn áp vào nhau thì nó trở thành một cái khối hoàn hảo. Thì đây là một cái thiết kế mình đánh giá cực kỳ cao. Và chai nước hoa này thì về cái phần, những cái phần còn lại thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đó là một cái chai màu đen. Và ở cái phần thân trong đựng những hoa thì họ còn được làm cách một cái lớp mỏng về thủy tinh nữa, thì tránh cái việc rơi vỡ. Và toàn bộ chai thì là màu đen hết. Và ở giữa thì dán một cái tem, nhưng mà tem này thì rất là dán rất là chắc chắn, các bạn cậy ra rất là khó. Còn cái phần nắp chai thì cũng có cái chữ Jardim Vọt đây. Và đây là một chai nước hoa mình đánh giá là nó có khá là khác biệt so với những chai nước hoa cùng phân khúc. Và thực sự thì mình tin rằng là các bạn ở kiểu mới dùng nước hoa, khi mình nhìn đến chai nước hoa này cũng thấy rất là độc đáo, đúng không? Còn bây giờ đồng nhau tìm hiểu mùi hương của em nó. Về phần mùi hương của em này thì mình đã xịt nó ra đây. Và thực sự là kể cả bây giờ có xịt đi ngủ chăng nữa thì mùi hương này nó vô cùng là dễ chịu. Các bạn sẽ thấy rằng là một cái top nốt gồm bưởi và tiêu. Bưởi và tiêu chúng ta đã gặp được ở rất nhiều những chai nước hoa designer nổi tiếng như là TRMS. Bưởi và tiêu làm rất là nồng nhưng mà nó vẫn là một cái chai nước hoa sử dụng khá là tốt trong mùa hè, và cái cảm giác nó mang đến cái hình ảnh người nông chững chạc. Còn ở Dior Sauvage kết hợp cùng với nốt bưởi tiêu kết hợp cùng với Ambroxan, nó tạo nên một cái mùi hương kiểu thu hút, kiểu khiến mọi người đều chú ý tới. Thì hai cái mùi hương đấy nó mang những cái nét khác nhau, nhưng mà ở đây bưởi và tiêu nó được blend một cách kiểu cân bằng ngay từ ban đầu. Các bạn sẽ thấy rằng là các bạn đưa lên ngửi, nếu như các bạn có ba chai nước hoa với nhau, Tere, Dior Sauvage và chai này, thì khi bạn xịt ma mùi hương với nhau thì các bạn thấy mùi hương này là mùi dễ chịu nhất trong tất cả những cái mùi mà mình vừa kể. Ngoài bưởi với tiêu ra thì các bạn thấy cái nét hơi kiểu bột một tí đến từ vani và xuất hiện ngay ở đây, cùng với một cái nét hơi kiểu ẩm ẩm một tí, thì mình nghĩ là nó giống như kiểu là cái nét kiểu cái vani nó hơi ướt ướt ấy. Đấy, kiểu như vậy. Khi mùi hương này dry down thì các bạn sẽ thấy rằng là tiêu nó vẫn ở đây, bưởi nó sẽ bước về phía sau và nhường lại vị trí cho những cái mùi hương khác như là vani, như là đàn hương. Nhưng mà mình có một cảm giác là cái tiêu đấy được điều chỉnh kiểu là một cái nhân vật chính. Các bạn sẽ nhận thấy cái nốt tiêu nó kéo dài xuyên suốt từ đầu đến cuối. Nó cho bưởi xuất hiện nhưng mà nó không đẩy bưởi đi kiểu quá là chua hay là quá là ngọt. Nó không làm cho bưởi kiểu quá là xám, mà nó kìm hãm lại tất cả và làm cân bằng tất cả mọi thứ. Vani khi mà xuất hiện ấy, thì các bạn nhận thấy một cái độ ngọt. Ngọt ở đây thì nó không phải là những cái mùi hương quá là ngọt như kiểu là Outer Bath của Lustrain này, rồi những cái mùi hương kiểu thuần vani, hay là có những cái nốt hương ngọt như là Ja Club, hay là những cái nốt hương mùa đông có nốt hương ngọt. Thì tiêu ấy nó điều chỉnh làm cho cái nét ngọt của vani nó rất là vừa phải. Nó như kiểu là, nó làm mình liên tưởng tới cái vị ngọt của những cái chiếc bánh sinh nhật, nhưng mà ở trên cái lớp bánh đấy thì họ tráng một cái lớp kiểu sô-cô-la, kiểu vani rất là mỏng. Và các bạn ăn nó không bị kiểu ngọt khé như là những cái bánh sinh nhật kiểu rẻ tiền ấy, mà đây là những cái bánh sinh nhật rất là cao cấp. Và khi các bạn ăn thì các bạn kết hợp với nhau thì các bạn cảm thấy rằng nó rất là tròn vị. Thì cái nét tiêu ở đây nó làm cho cái mùi của vani nó rất là tuyệt vời. Và rồi thì Jit Him còn có một cái nét rất là ấn tượng, đó là khi mà đàn hương xuất hiện, đàn hương nó sẽ làm cho vani có cảm giác hơi kiểu mịn. Nó đúng như kiểu một cái lớp kem tráng rất mỏng, rất là mềm mại, rất là mịn ở trên này. Và tiêu là chủ đạo, và tiêu điều chỉnh là một nhạc trưởng của một cái nhóm nhạc ấy. Họ điều chỉnh tất cả một bản nhạc nó
diễn ra một cách trơn tru, nó thành công chứ không phải là bị đẩy cái gì đi quá. Thì đây là một cái nét mà mình cực kỳ thích ở Jin Him. Và cái mùi hương này khi mà mình xịt thì mình có liên tưởng tới chai nước hoa Annie của nhà Nissan. Nhưng mà không phải là cái nét hương vani kết hợp cùng patchouli ngọt kiểu ở bẩm đâu, mà ở đây nó làm mình liên tưởng tới hình ảnh giống như một hình ảnh của người nông của Annie. Đó là một cái mùi hương nó kiểu khiến người khác phải tò mò và làm cho mình hình dung ra kiểu đây là một cái người đàn ông rất là bí ẩn, rất là thu hút. Nó có một cái sự kiểu trưởng thành chứ nó không kiểu vồ vập, không phải kiểu anh đây, anh xuất hiện đây, anh là Kim, anh là người review nước hoa. Không, anh này, anh chàng này ít nói, bí hiểm, mặc những cây đồ đen, ngồi trong những cái góc để quan sát tất cả mọi thứ. Và nếu như các bạn ngửi cái mùi hương này, nó sẽ tạo ra cảm giác như kiểu là các bạn đi tình cờ đi qua một cái khu trung tâm thương mại, hoặc là các bạn đi qua một cái quán rượu, tự nhiên người ta mở cửa ra, các bạn nghe thấy một bài hát hay là kiểu một cái đoạn nhạc ở đấy mà các bạn nghe rất là quen, và rồi các bạn không biết rằng là các bạn đã nghe nó ở đâu, tên bài hát là gì, ca sĩ thể hiện là ai. Các bạn đều rất tò mò để muốn kiểu tìm lại cái cảm giác đấy, tìm lại cái tên bài hát đấy để nghe. Thì mùi hương này nó khơi gợi cho mình cái sự tò mò, cái sự bí ẩn như thế. Và độ bám tỏa của em này thì trên da mình nó bám rất tốt, tầm 9 đến 10 tiếng. Nhưng mà độ tỏa hương của Jin Him ấy thì nó khá là khiêm tốn. Nó chỉ tỏa tốt trong khoảng tầm 2 tiếng đầu, và về sau thì nó sẽ làm một cái mùi kiểu bao lấy xung quanh bạn thôi. Nên là với một cái độ bám tỏa như vậy, cũng như là với một cái phong cách như thế, thì mình nghĩ độ tuổi của em này nó cũng không phải là những cái độ tuổi mà kiểu thích cái sự chú ý, thích là tâm điểm của đám đông. Mà mùi hương này nó sẽ có một cái gì đấy nó kiểu lùi về phía sau, nó sẽ dành cho những bạn kiểu lúc nào cũng thích cái sự lạnh lùng, kiểu lạnh lùng boy ấy, cool boy ấy. Thì các bạn xịt cái mùi hương này hợp lý. Và nếu như mùa đông ấy mà mình xịt cái mùi hương này thì mình thấy rằng là mình có thể mặc bất cứ thứ gì, từ những chiếc sơ mi, kể cả đến những chiếc quần âu, rồi mặc một chiếc măng tô dài, xịt mùi hương này nó vẫn rất là nam tính, nó rất là đàn ông, nó rất là cuốn hút. Và kể cả các bạn có mặc nguyên cả cây giống như kiểu chai Tom Ford Aubrey Leather, cả cây da, rồi quần jean, đi một đôi chi xịt bút màu đen, rồi mặc cái chiếc áo len màu đen, hoặc đơn giản là các bạn mix những chiếc quần âu với những chiếc áo len cao cổ, đi những đôi giày sneaker chẳng hạn, thì mùi hương này nó vẫn rất là hợp lý. Mình đảm bảo với các bạn rằng là nếu như các bạn không thích những cái tông mùi như kiểu Dior Sauvage này, rồi Dior One tại vì nó quá là ngọt, hay là những cái nốt hương thuốc lá nó quá là gai góc, nó quá nam tính, các bạn muốn một cái sự kiểu mạnh mẽ của đàn ông kết hợp cùng một chút ngọt ngào kiểu hấp dẫn, thì đây, một lần nữa làm ơn hãy mua chai nước hoa này, ngon lắm ý, hơi khó kiếm một tí thôi. Và nếu như bạn đã sử dụng qua chai nước hoa này rồi thì đừng ngại ngần về việc bình luận ở phía dưới để mọi người có thể trao đổi cùng nhau, để mọi người cùng biết được thêm nhiều chai nước hoa ngon hơn và có nhiều cái nhìn hơn. Và nếu thấy video hay thì đừng quên việc like, share cũng như ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được những cái video mới hơn nha. Và sắp tới nếu như quan tâm thì mình sẽ cho cảm nhận của bạn nữ về mùi hương này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.